Chào mọi người đến với Vlog của em Vũ Hòa Bình. Và sáng nay là 21 tháng Chạp ở đây mọi người. Thì tại thành phố Huế trong 2 ngày 21 và 25 tháng Chạp, cái hội gọi là hội xuân của thành phố cũng đã khai mạc bắt đầu rồi mọi người. Thì ngày 24 và 25 thì có tổ chức những cái hội thi nấu ăn của các hội phụ nữ của các phường á mọi người. Và đồng thời bên đó thì những gian hàng hội chợ, hàng ăn, hàng giới thiệu những cái sản phẩm giống như là nem chả hay là các cái đặc sản của các vùng miền tại thành phố Huế cũng được trưng bày rất là nhiều tại hội chợ. Thì sáng nay em vui đưa mọi người đi thăm một đoàn của không gian hội chợ Tết năm 2021, tức là Tết Tân Sửu đây mọi người. Xung quanh các cái gian hàng thì có cả những cái bức tranh mà triển lãm những cái hồi Tết các năm trước, cũng được nhìn các bức tranh để triển lãm tại đây. Mọi người có thể tham quan về những cái làng nghề tại Huế, gọi bánh chưng, bánh tét hay là làm những cái loại bánh và những cái địa danh. Thì ta ở đây người ta cũng để những cái bức tranh để khách đến đây có thể biết thêm về Huế qua những bức tranh ảnh làng nghề, về các món ăn dân dã nhân gian tại Huế mà trong dịp cuối năm của đầu năm mới, bánh mứt các thứ thì cũng được hiện lên trên những cái bức tranh tại đây. Đây là những gian hàng người ta bán hàng ăn đó mọi người, các cái món đặc trưng của Huế như bún bò, bánh lọc, bánh bèo nằm lóng các thứ, rồi cả cơm bún Huế còn nữa. Rồi cho em lên đài truyền hình VTV1 ấy.
Rồi những hình ảnh ông đồ ngồi viết thư pháp trên các bức tranh người ta hay treo đầu năm, giống như người ông bà hồi xưa là mọi người hay treo những dòng thư pháp rồi bức hoành trong nhà. Thì cũng có ông đồ, các ông đồ ngồi tại hội chợ viết. Nói chung là những sản phẩm truyền thống của Huế đều có mặt tại hội chợ đó mọi người. Hương trầm rồi các thứ. Đây là những con tò hè. Có cả nghệ nhân ngồi nặng những con tò hè nè mọi người. Đây bằng bột lọc hay là bột lọc mọi người. Màu mè rất là đẹp. Bảo đấy là gì chị? Bảo ở Huế đấy hả? Dạ. Với làng nghề đấy là bố là chị? Dạ, bố đi lính à? Dạ, ở đi lính à? À, đi lính. Dạ. Là bố vẫn đi về à chị? Dạ, bố vẫn rồi. Còn trong hội thi thì ngày hôm nay thì hình như mình để ý là thi ngao mức gừng và bánh làm bánh thuận đó mọi người. Ở Huế thì có cái bánh thuận. Còn đa số sáng hôm nay là thi ngao mức với lại làm bánh. Còn có thể chiều hoặc ngày mai thì thi làm bánh trứng, bánh tét chứ đó. Cũng nhiều cuộc thi tại đây để sau đó những cái phần mức bạn này thì có thể thành phố sẽ làm quà cho những người nghèo trong dịp đầu năm mới là mọi người. Còn đây là những gian hàng mà người ta trưng bày để quảng bá sản phẩm của mình này, có cả mè sự thiên hương rồi ném chả các thứ. Đây có dưa mọn rồi để người ta ăn Tết, cũng trưng bày đầy đủ các mặt hàng tại hội chợ Tết trong vòng 2 ngày thôi. Còn lại những ngày đầu năm thì có thể diễn ra nhiều cái lễ hội khác nữa. Đây, những gian hàng ném chả nhìn rất là hấp dẫn đây mọi người. Ném chả làng Đề Nhị, phường Phú Bình. Phường Phú Bình thì đặc sản là ném chả đó mọi người. Ở đây nữa, quá trời luôn. Trưng bày và bảng tại đây. Toàn là những đặc sản của vùng miền đây mọi người. Các miền quê tại Huế thì đều có những cái làng nghề và giờ rất là có tiếng. Dạ rồi, đây có cái không gian trò chơi nhân gian ở đây mọi người. Thì để tập tiếp theo Yên Vui sẽ quay đăng cho mọi người biết cái hội bài chòi người ta chơi như thế nào. Tại Huế thì có hội bài chòi nhân gian này rất là hay, ý nghĩa về những cái ngày đầu năm mới. Rồi, clip đến đây cho Yên Vui tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Khi xem mọi người đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những clip sau của mình vui nha. Xin chào mọi người.